Quý vị đang đến với chương trình phóng sự cộng đồng của hệ thống Đài Việt TV Network tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Xin mời quý vị theo dõi lễ kỷ niệm 15 năm sinh hoạt của Tu viện Phước Đức. Buổi lễ được tổ chức tại Tu viện Phước Đức, tọa lạc trên đường Lilo, thành phố Houston. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh do nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận. 15 năm trước đây, Thượng tọa Thích Trí Hiền đến ở tại chốn này để dựng lập đạo tràng, cũng mang theo cái nguyện lực ấy để dựng lập nên cái ngôi Tu viện Phước Đức này. 15 năm đã đi qua, đã có biết bao nhiêu những năm tháng, và Thầy Trí Hiền cùng những người Phật tử chung sức chung lòng với Thầy để kiến tạo cái ngôi Tu viện Phước Đức này, đã đổi biết bao nhiêu mồ hôi, được bao nhiêu những chướng ngại, những chông gai của hoàn cảnh và lòng người. 15 năm đi qua, giờ đây nhìn ra đạo tràng Phước Đức là một đạo tràng hưng thịnh của Phật giáo Việt Nam ở tại thành phố Houston này. Chúng con xin cung kính dâng lên thành quả tốt đẹp trong công tác Phật sự mà đạo tràng Tu viện Phước Đức gặt hái được suốt 15 năm qua, kết thành một tràng hoa trang nghiêm thanh tịnh, cúng dường mười phương tam bảo, cùng hiện tiền chư tôn tịnh đức tăng ni, cùng chia sẻ niềm chung vui đến với quý Phật tử xa gần. Tôi đã sinh hoạt ở Tu viện Phước Đức ngay từ những ngày đầu tiên. Cái lúc đó thầy đang còn mới mua được căn nhà ở đây, nó rất là nhỏ, chỉ là một căn nhà sống cho một tư nhân thôi. Đầu tiên thì chúng tôi tạo được cái khu đất này và xây được cái chánh điện, và sau đó nhờ cái sự long thần hộ pháp cũng như sự ủng hộ của quý Phật tử gần xa, chúng tôi đã tạo dựng được cái ngôi chánh điện bây giờ là ở sau lưng chúng tôi bây giờ đây. Hồi đầu chỉ khoảng 100 người thôi, nhưng bây giờ có thể chứa vào khoảng được 300 người. Sau đó chúng tôi lại tậu được một cái thửa đất ở bên kia đường, thì hồi đó bây giờ đã làm bãi đậu xe. Và cách đây 2 năm chúng tôi đã tạo được mấy khu đất ở phía bên này, và tương lai sẽ là cái chánh điện của chùa. Hôm nay là ngày kỷ niệm 15 năm, thì chúng tôi có được sự quan lâm của sư ông Thượng Chơn Hạ Điền, và chúng tôi cũng được sự quan lâm của Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh, Viện Chủ Chùa Việt Nam, Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Duyên, cũng như Hòa Thượng Thích Đạt Đức, và một số quý thầy xa gần ở Houston, California và những vùng phụ cận, cũng như mấy sư cô đã đến tham dự trong ngày hôm nay. Chương trình ngày hôm nay sẽ có giới thiệu chư tôn Thiện Đức Quang Lâm, kế đó là cái đạo từ của Hòa Thượng. Sau đó là sẽ có chương trình văn nghệ cũng như dùng cơm thân mật để buổi liên hoan cho ngày hôm nay. Đạo tràng của chúng con tổ chức buổi tiệc liên hoan kỷ niệm để nhắc nhở cũng như đánh dấu 15 năm chúng con có đầy đủ nhân duyên được về nơi thành phố Houston và thực hiện vai trò sứ mạng của người con Phật. Và chúng con hôm nay mời tất cả quý đồng hương Phật tử về nơi đây dùng cơm với chúng con trong cái buổi tiệc 15 năm thành lập tu viện. Đây là một cái chặng đường, một cái bước ngoặt, tuy rằng không dài, nhưng đối với chúng con đó là cả một cái quá trình làm đạo nơi xứ người, được sự trợ duyên của tất cả quý đồng hương Phật tử cũng như là tất cả quý Phật tử nơi đạo tràng Tu viện Phước Đức đã gắn bó và trợ duyên cho chúng con suốt 15 năm qua nơi đạo tràng Tu viện Phước Đức. Và con mong rằng sẽ có nhiều năm nữa, trong những năm sắp tới, được sự trợ duyên của tất cả quý Phật tử để chúng con có được cơ hội làm Phật sự. Trước hết là chúng con báo ơn Thầy Tổ, cha mẹ, ơn Đàn Na Tín Thí, cũng như ơn quốc gia đã bảo hộ cho chúng con tại đất nước Hoa Kỳ này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nơi đây có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Sáng nay tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ nước, nhưng chao ôi bỏ chùa.
ai ra đi khỏi quê hương đất nước của mình mà không từng mang vào trong trái tim mình hình ảnh của những ngôi chùa, hình ảnh của những ngôi chùa trong trái tim ấy, ở nơi đây đã tạo dựng nên cái hình ảnh của ngôi chùa mang cái tên Tu Viện Phước Đức như một chứng thực cho cái sức mạnh của Đạo Phật Việt Nam, của người Phật tử Việt Nam. Con là Phật tử Chi Thanh, sinh hoạt thì chùa này bắt đầu từ lúc mới mở. Sau 15 năm thì chùa đã được khang trang và đã được một phần nào, nhưng mà chưa có được xây chánh điện. Bây giờ con muốn ước mong để mà xây chánh điện đầy đủ. Thì con kêu gào mấy vị Phật tử ở xa gần giúp thầy một tay xây dựng cho cái cơ ngơi nó được thành lập được đầy đủ. Con xin cảm ơn quý vị. Sinh hoạt với lại tu viện cũng trên 10 năm rồi. Thì hàng tuần nếu mà tới nhóm nấu thì cũng lên phụ làm công quả này kia. Những lúc mà mình làm mệt mỏi hay là có stress ở chợ hàng thì lên trên chùa có mấy anh chị trên đây sinh hoạt rất là vui. Về nhà cảm thấy rất là an lạc với lại cũng tinh thần cũng rất là thoải mái. Em đi sinh hoạt em cảm thấy vui rồi cũng thấy an lạc. Trong chùa có bốn nhóm nhóm cũng hòa thuận. Em là Loan, em đại diện cho tổ đại tâm, nhóm đạo tâm. Bữa nay là ngày 15 năm của thầy. Tụi em phát tâm tụi em nấu cái buổi tiệc này. Bữa nay là cái món này là món mì, cơm gà và bánh bao xá xíu với súp. Tụi em làm tổng cộng là 8 món. Thì ở ngoài ngoại thì có tổng cộng là 3 món ở ngoại. Thì ở trong đây thì 3 món. Em chúc bữa nay là 15 năm cho mấy Phật tử tu viện Phước Đức ăn thiệt là ngon, ngon miệng nha. Ủng hộ các chùa đài Phước Đức nha. Thầy ơi, hôm nay con ngồi có bốn ba tìm về thăm ngôi chùa cũ. Vừa rồi là những hình ảnh trong lễ kỷ niệm 15 năm sinh hoạt của Tu viện Phước Đức. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự và theo dõi. Chúng tôi xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phóng sự lần sau. Xin chào tạm biệt.